Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm tiếp theo mà mình sẽ ra mắt, đó là cái sản phẩm mà Molting Iodide các bạn. Là một cái sản phẩm cung cấp EOS cho bể tép. Thì cái sản phẩm này hồi trước đó mình có giới thiệu cho các bạn đó, một cái sản phẩm này đó là Florin-E. Cũng thằng này cũng Iodide luôn, của thằng Raywell. Mình để qua bên đi chút xíu, mình sẽ so sánh tại sao mà mình phải đổi qua cái sản phẩm này. Đối với các bạn nào mà chưa biết được cái vai trò của EOS á, trong một cái bể tép nó có tác dụng như thế nào, thì các bạn xem kỹ lại. Ở cuối cái clip này mình sẽ đính kèm cái clip đó là về mà cái vấn đề lột vỏ của tép. Thì clip này mình đã làm rất là lâu rồi, thì các bạn xem lại cho kỹ cái đó để mà lấy kiến thức tổng quan. Thì đối riêng với EOS đó, nó có một cái vai trò đó là kích thích và nó hỗ trợ cho cái việc lột vỏ của tép. Những con tép mà các bạn thấy nó thường hay bị kẹt cổ hoặc là kẹt râu á, đó, kẹt cổ hay là nó kẹt râu khi nó lột vỏ là đa phần nó sẽ bị dính vô cái phần mà nó thiếu iốt này. Còn nếu mà nó thiếu canxi và nó thiếu magie hay là KH luôn thì nó không thể lột vỏ luôn, hoặc là cái vỏ của nó không thể cứng lại. Khi mà nó lột xong là vỏ nó không thể cứng lại là lý do là nó dư B4. Thì lúc đó mình sẽ biết được như thế nào. Và cái nữa, khi mà thiếu iốt ở trong hồ thì con tép nó không muốn lột vỏ luôn các bạn nha. Nó không muốn lột vỏ, cho nên là cái việc mà thiếu iốt với thiếu canxi và magie KH á, nó đã đá như nhau. Một khi mà các bạn thấy là GH của các bạn và KH của bạn nó đã đủ rồi mà con tép nó không chịu lột vỏ, thì trong điều kiện con tép nó vẫn ăn và nó vẫn mập mạp nha các bạn nha. Còn những vụ thiếu ăn bệnh hoạn thì bây giờ mình bỏ cái trường hợp đó ra đi nha, cái đó về sức khỏe đó rồi. Bây giờ mình đang xét về những yếu tố của môi trường đó, thì nó sẽ là thiếu iốt. Còn cái vấn đề mà nó đã lột rồi mà nó không cứng lại được thì cái đó là chỉ có do là B4 các bạn cao, B4 các bạn cao, hoặc là GH các bạn, KH, GH của các bạn, KH của bạn nó thấp. Nhưng mà nó sẽ ưu tiên trường hợp là thiếu B4 đó. Rồi thì đối với cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà gọi là Molting Iodide, tức là lột vỏ này. Molting có nghĩa lột vỏ và cung cấp cái nguyên tố Y trừ nha các bạn nha, tức là ion iốt chứ không phải là dạng iốt khí và iốt nguyên tử nha các bạn nha. Hai cái loại đó nó rất là độc, cái loại đó nó rất là độc. Và các bạn thấy đó là một cái loại mà iodine đó, cái thằng mà iodine đó là cái dạng mà iốt mà mình trong cái thuốc mà người ta thường hay kêu là cái thuốc đỏ đó, dung dịch thuốc đỏ mà mình hay sát trùng sát thương á, thì nó cái thuốc loại nó rất là độc, tại vì nó có tính sát khuẩn rất là cao, thì đương nhiên không ai bỏ cái đó vô hết. Cái thứ hai nữa đó là cái nguyên tố mà iốt các bạn, nguyên tố iốt này là khí mà dạng phân tử iốt, thì đương nhiên cái thằng này thì càng không thể xài, tại vì cái thằng này là một dạng khí độc. Đó là một dạng khí độc. Rồi ở đây á, trước tiên thì mình có đưa ra hai phần, đó là cái phần tổng quan. Ở đây các bạn hơi khó nhìn ha, tại vì nó nhỏ quá. Cái thằng này thì chỉ có một chai này thôi. Iốt đây là cung cấp một cái nguồn iốt ổn định và được sử dụng bởi các động vật giáp sát như tôm, tép, tôm hùm, cua để lột vỏ và tạo cái môi và tạo cho động vật giáp sát phát triển. Và nó và đây là một cái công thức đặc biệt dành cho các loại giáp sát nước lợ và nước ngọt trong bể thủy sinh luôn. Đó, có nghĩa là nó không ảnh hưởng tới thủy sinh và nó không chứa dạng phóng thích theo thời gian. Ở đây không chứa dạng phóng thích theo thời gian là sao? Cái thành phần ở đây nó chỉ có duy nhất một loại, đó là kali iodide thôi các bạn nha. Nó chỉ có một loại, trong đây nó chỉ có hoàn toàn là nước cất và kali iodide với nồng độ là 8.000 ppm. Nồng độ là 8.000 ppm và nó chỉ có một loại đó thôi. Nó không chứa iốt phóng thích theo thời gian, mà trong đó mình nói với các bạn là nguyên tố iodine. Mặc dù á, thằng Raywell ở đây nó xài như thế này các bạn, mình nhìn nè. Ở đây là nó có cái loại mà kali iodide này, các bạn thấy không? Đây, đây. Đó, tức là kali tua. Thì cái loại này nó giống với cái thằng này, nhưng mà ở trong đây nó có một cái phần đó là iodine nè. Đó, iodine. Đó là nguyên tố iốt ổn định. Thì mình thấy là Raywell nó được cái là nó làm á, thì chắc chắn là nó sẽ an toàn á các bạn. Nhưng mà dạng ổn định này là dạng phóng thích theo thời gian. Ở đây để mình chỉ cho các bạn, dạng phóng thích theo thời gian là cái dạng mà khi mà nó bỏ vô, nó tích tụ ở một nơi nào đó trong hồ, xong rồi nó sẽ nhả chậm ra. Điều này nó sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ một cái sinh vật nào hết, và nó giúp cho tép của các bạn cần bất cứ khi nào có. Nhưng mà nó bị một cái đó là phải đợi nó phóng thích. thì mới lấy được. Do đó cái liều dùng của thằng này nó rất là cao. Cái liều dùng này nó rất là cao bởi vì nó phải để một cái dạng dự trữ để mình phóng thích theo thời gian. Còn trong khi cái thằng này nó chỉ có một loại duy nhất, đó là bỏ vô tép hấp thụ liền, không có dạng phóng thích theo thời gian. Cái thứ hai nữa, cái dạng mà phóng thích theo thời gian nó rất là dễ bị oxy hóa bởi những cái chất ở trong bể. Khi mà các bạn thêm led water vô trong hồ đấy nha, thì lập tức những cái phần mà dự trữ phóng thích theo thời gian nó lập tức sẽ bị oxy hóa liền và nó sẽ không còn tác dụng nữa. Thì thành ra bởi vậy cái thằng này nó sử dụng cái tần suất rất là nhiều. Các bạn thấy cái tần suất nó xài rất là nhiều luôn. Bởi vì cái dạng phóng thích theo thời gian đó nó rất là dễ bị led water nè. Và thứ hai nữa, nó dễ bị những cái mà cái humic và luvit, những cái chất mà ở trong lụa đó nó tiết ra. Và thứ ba nữa đó là những cái con mà tép ong, khi các bạn nuôi những cái nền mà nền dành cho tép á, thì trong đó có một lượng humic và luvit rất là lớn, và khi bỏ vô một cái là ngay lập tức nền hấp thụ hết. Thì tép nó chỉ sử dụng được khi mà các bạn xài những cái loại nền đó đó, và các bạn vừa thả vô, các bạn bỏ lít water vô liền, thì gần như tép nó chỉ xài được cái lượng mà Caliotu này thôi. Còn cái lượng mà iodine ổn định nhả chậm theo thời gian này tép không xài được. Thì đó là một sự lãng phí. Và một điều nữa đó là cái nồng độ của thằng Raywell này, các bạn nhìn đây nè, nồng độ của nó đâu mất bà rồi đây, nồng độ của nó là 320 ppm, trong khi nồng độ của thằng này là tới 8.000 ppm. Cái nồng độ của nó đậm đặc gấp 10 lần so với thằng này. Do đó một giọt của nó chỉ xài duy nhất cho 40 lít nước, trong khi thằng Raywell với cái thằng mà tiết kiệm nhất thì 50 lít của nó là nó đã phải xài cho 75 lít nước. Mà các bạn biết một ml là bằng tới 20 giọt. Thì bây giờ nếu mà 75 chia xuống cho 40 thì đâu đó là nó chệch nhau là khoảng là 1,mấy. Thì bây giờ mình cho là gấp 2 lần. Mình cho gấp 2 lần và 5 mà nhân cho 20 thì nó sẽ ra là 100 giọt. Nó sẽ ra 100 giọt và 100 thì bây giờ mình chia xuống cho 2 là 50. Thì nếu mà tính trên cái lượng dùng thì cái thằng này nó đã gấp 50 lần so với chai này. Các bạn hiểu không? Mình đưa một... Không được thì tua lại mà nghe chứ không lặp lại nha. Đó. Thì đương nhiên nếu mà tính trên cái lượng dùng á, thì cái thằng này nó sẽ tiết kiệm hơn gấp 50 lần so với thằng này. Gấp 50 lần so với thằng này. Và cái độ đậm đặc của nó nói gấp 10 lần so với các sản phẩm cạnh tranh, là các sản phẩm cạnh tranh gần nhất chứ không phải thằng này. Thì đương nhiên cái thằng này nó gấp 50 lần rồi, thì nó không tính vô thằng này. Mà cạnh tranh gần nhất là thằng nào các bạn biết không? Là thằng Aquavitrol. So đó, cái thằng này thì không có bán ở Việt Nam. Thì cái thằng đó là nó đậm đặc hơn thằng này. Do đó là các bạn thấy cái liều dùng của nó cũng ít hơn Raywell luôn đó. Nhưng mà cái thằng này nó còn đậm đặc hơn nữa. Và cái lưu ý cái thằng Aquavitrol son nó có một cái sự đặc biệt, đó là nó cũng chỉ sử dụng Caliotu thôi các bạn, chứ nó không có sử dụng mà cái thằng mà iodide tan chậm nha. Tức là bỏ vô là tép phải hấp thụ liền, không có tích trữ theo thời gian để bị oxy hóa hoặc là bị nền hay là led water hấp thụ và kết tủa trở lại làm tép không ăn được. Nhưng mà tép không hấp thụ được cái đó, nhưng mà cây thì nó hấp thụ được. Cây hấp thụ được nhưng mà nó rút vô nền thì có nghĩa là cây nó sẽ hấp thụ được, nhưng mà cái cây nó cần iốt rất là ít các bạn, nó không có cần nhiều. Cây nó không có cần nhiều, gần như là các bạn thấy là trong cái phần tray á, cây nó đâu có cần iốt đâu, người ta có bỏ iốt vô đâu, cho nên cây nó không có cần iốt. Thì chủ yếu á, động vật giáp xác và Silic Đông Phi là hai cái loài mà cần iốt nhiều nhất. Đối với một số loại cá nó cũng cần iốt để mà nó tạo màu, đó là cá cầu vồng thì nó cũng sẽ cần iốt để mà nó tạo màu. Riêng Silic Đông Phi mà nếu mà thiếu iốt là các bạn thấy cá của bạn rất là nhiều vấn đề, rất là nhiều bệnh. Do đó các bạn tham khảo cái hàm lượng mà tray, cái hàm lượng mà vi lượng á, không, tray gọi là cái nguyên tố dấu vết, có nghĩa là nhỏ hơn cả vi lượng đó các bạn, micro mới gọi là vi lượng. Thì các bạn thấy là những cái tray mà người ta bỏ vô cho cái hồ Silic đó, các bạn sẽ thấy là luôn luôn nó có cái nồng độ iốt cao hơn tất cả những cái loại mà tray cho những con cá khác đó. Thì cái này các bạn cũng có thể xài cho hồ Silic luôn. Và để xài cho hồ Silic thì các bạn cứ xài theo liều dùng của tép đó. Ở đây là đưa ra một cái công thức nó rất là cụ thể các bạn. Tức là một giọt mà cho 40 lít nước thì nó sẽ tăng lên cái nồng độ là 0, ở trong đây có ghi nè, nó sẽ tăng lên cái nồng độ là 0,006 ppm. Đương nhiên đối với bộ test phòng thí nghiệm thì mới test ra được cái vụ mà 10 mũ trừ 2 như thế này thôi các bạn nha. Với hiện tại bộ test trên thị trường thì nó không có test được như vậy. Và cái bộ test EOS trên thị trường hiện tại trên Việt Nam mình cũng không thấy có cái bộ test nào mà nó hợp với túi tiền của dân chơi cá, mà nó chỉ toàn là đứng ở dạng phòng thí nghiệm thôi. Cho nên là mình cứ lưu ý, và người ta nghiên cứu người ta thấy với mức độ 0,006 này thì nó ở cái mức độ mà nằm ở cái mức độ ít hơn 50% so với cái nhu cầu của tép. Thì để mà nó xài cái đều ít hơn phần trăm 50% này là để chi các bạn? Bởi vì trong con tép á, người ta tính trung bình thôi. Trung bình con tép từ nhỏ cho tới lớn thì cái mức độ lột vỏ nó sẽ khác nhau. Khi mà nó mới vừa đẻ ra một tuần nó có thể lột 2-3 lần, nhưng mà tới khi mà nó trưởng thành rồi thường 2 tuần nó mới lột một lần. Và những con già già thì thậm chí cả 1 tháng, 1 tháng rưỡi nó mới lột một lần. Thì đây người ta tính một mức độ tương quan trung bình, do đó là người ta sẽ lấy cái con số mà nhỏ hơn 50%. Tức là như sau, sản phẩm này cực kỳ an toàn, và khi các bạn xài liều gấp đôi hoặc thậm chí gấp 3, gấp 4 thì nó không ảnh hưởng, bởi vì tép nó không có cần. Cái việc mà tép nó lột vỏ nhiều thì như thế nào các bạn? Nó lột vỏ nhiều thì đòi hỏi nó phải cần lượng thức ăn nhiều hơn. Để mà nó lớn thì nó phải lớn nó mới lột vỏ, chứ bây giờ nó nhỏ thì bây giờ có nhiều EOS thì nó cũng đâu có lột vỏ. Và cái thứ hai nữa, khi mà con tép nó lột vỏ càng nhiều, đối với một con tép mà một số dòng, ví dụ như dòng Galaxy nha, lột càng nhiều xứ càng vỡ nhưng mà không lột thì chết. Tức là các bạn phải cho nó lột một cái mức độ trung bình đó. Chứ các bạn mà cho tép nó lột nhiều quá thì cái sắc tố màu nó chưa có kịp hình thành thì đương nhiên là sứ nó sẽ vỡ, sứ và những cái hoa văn của nó sẽ vỡ, đó là chuyện đương nhiên. Chứ nó không phải là tác dụng phụ của sản phẩm, mà đó là lý do là do mình xài thôi. Cho nên là xài thì cứ xài theo liều hướng dẫn là người ta đã kẹp lợi 50% rồi, chứ người ta không có để lên cái lượng đúng đâu đó. Thì ở đây nè các bạn nhớ nha, đối với bất kỳ một cái sản phẩm chất lỏng này, và đặc biệt đối với thằng này, các bạn nên lắc lên 3 đến 5 giây. Thì thật sự cái sản phẩm gốc nó không có yêu cầu lắc các bạn, nhưng mà tại vì mình kỹ, tại vì cái nồng độ ở trong đây nó rất là cao, do đó mình phải lắc lên, tại vì mình sợ nó lắng động thôi. Chứ thành ra Calioto là một cái thằng mà nó không có lắng nổi, nó toàn là quá trị 1 không thì làm sao mà nó lắng nổi các bạn. Điện tích của nó là nó chỉ có bị thừa và bị thiếu một electron thôi, thì làm sao mà nó lắng động nổi nè. Cái công thức của một chai 100ml này nó có thể xài cho 80.000 lít nước. Tức là gần như khi các bạn nuôi tép, các bạn mua một chai như thế này, mình sợ là các bạn chơ mà chán tép, các bạn lật hồ, các bạn thanh lý, thì chai này các bạn cũng chưa xài xong, tại vì xài tới 80.000 lít nước nữa các bạn. Các bạn nghĩ trong cả dòng đời, bây giờ các bạn tính ra một năm cho các bạn nuôi chục hồ, thì một hồ, mỗi hồ cho các bạn nuôi 40 lít nước, chứ thường là hồ tép người ta nuôi khoảng 30 lít nước không mà 40 lít nước. Thì bây giờ một tuần các bạn xài có một ngày, một năm thì là 12 nhân cho 4 thì nó ra 48 tuần. Trời ơi, vậy cái này các bạn chắc cũng phải xài cả 10 năm nó mới hết được chai này. Lưu ý sản phẩm này nó không có hạn sử dụng, không giống như sản phẩm của Raywell nó có hạn sử dụng, bởi vì nó có iodine tan chậm, hạn sử dụng rất là dài nhưng mà lại có hạn sử dụng. Còn thằng này chỉ là ion trong nước cất, không có bất kỳ tạp chất nào, do đó hoàn toàn không có hạn sử dụng. Các bạn khi xài xong các bạn có thể bát lại, và các bạn có thể bát lại cho nhiều người chơi khác, ví dụ những người chơi xích Đông Phi hoặc những người chơi cầu vồng đó. Thì ở đây là được kết hợp, và nó có thể sử dụng kết hợp với những cái sản phẩm khác để mà thiết lập một cái môi trường thích hợp cho tép, chứ không phải chỉ riêng thằng này xong. Hướng dẫn sử dụng: lắc trước khi sử dụng là lắc 3 đến 5 giây trước khi sử dụng mỗi lần sử dụng. Định lượng bằng cách thêm một giọt vào trong 20 lít nước, đây là giai đoạn sơ cồ, 20 lít nước mỗi ngày trong thời gian là 10 ngày. Sau đó các bạn chỉ sử dụng một giọt cho 40 lít nước thôi. Nhớ là các bạn nha, lần đầu thì trong 10 ngày các bạn sẽ xài một giọt, tức là cho 20 lít nước, tức là liều gấp đôi á. Nó giống như vi sinh vậy đó, nó giống như dạng vi sinh. Và lúc sau đó thì các bạn xài một giọt cho 40 lít nước đó. Và một giọt cho 40 lít nước này nó sẽ tăng lên 0,006 ppm iodide. Và hãy để ít nhất 2 tuần khi mà tép mới thả vào, bởi vì sao các bạn? Khi mà con tép nó mới thả vô, nó chưa kịp thích nghi với cái hồ các bạn. Nó chưa ăn được nhiều và nó chưa có thích nghi hoàn toàn với môi trường, thì cái việc mà các bạn kích thích nó lột vỏ đó thì nó sẽ hơi đuối sức với con tép. Tại vì như mình nói các bạn là khi mà tép mà cái yếu tố đầu tiên để cho tép lột vỏ đó là nó phải lớn, mà nó phải lớn thì nó sẽ cần nhiều protein lên để nó ăn, nó bự thịt nó lên, thì nó khi nó mới vô thì nó chưa có ăn được. Cho nên đây là một cái phương pháp mà hãy đợi 2 tuần sau khi mà mình thả tép, rồi mình hãy làm cái trò này, các bạn. Rồi ở đây có một cái điều lưu ý nè, sức khỏe và tuổi thọ của tất cả các loại sinh vật thủy sinh bị nuôi nhốt, bao gồm cả động vật giáp xác là tép á, nó phụ thuộc vào cái nguồn cho ăn nó như mình nói, và duy trì một cái nhiệt độ và hóa học trong nước thích hợp. Ở đây lột vỏ các bạn xem clip đính kèm vào cuối, nó không chỉ iod không đâu, mà nó còn phải có là cho ăn, nó còn phải có nhiệt độ, và nó phải cần có GH, KH và các loại khoáng khác, chứ nó không có đơn giản là nó chỉ có iod không và B4 nó phải thấp nữa, thì con tép của các bạn nó mới lột vỏ một cách trơn tru và bình thường đó. Chơi tép nó không phải là dễ các bạn nha đó, trừ khi các bạn có đủ điều kiện này, hay cung cấp bằng cách cho ăn và bổ sung hóa học rồi để xa trình cái thận trọng nè, không phải sản phẩm tiêu thụ cho con người để xa tầm tay trẻ em là bình thường rồi. Công thức và sản xuất tại Mỹ. Đây là một sản phẩm được nhập trực tiếp tại Mỹ, được nhập trực tiếp và sản xuất tại Mỹ. Tên hãng là bí mật kinh doanh. Mình nói nha, các bạn lưu ý kỹ nha, tên hãng là bí mật kinh doanh. Tin mua không tin thôi, không ép nha. Chứ cái y như cái đợt trước mà cái clip mà Blackwater đợt trước có người vô nói những cái thứ mà nó không có hay, nó rất là mắc cười, tức là các bạn nhìn một mà các bạn không nhìn được hai. Cái người đó nói sẵn tiện mình nói như thế này luôn. Cái bạn ấy là nói là hãng là một cái thứ mà nó uy tín rồi, nó bán thương hiệu thì đương nhiên đưa hãng vô thì người ta sẽ dễ mua hơn, điều đó mình đồng ý. Nhưng mà các bạn ấy lại nói cái câu thứ hai, giấu hãng là lý do sản phẩm mình tự chế rồi mình làm. Nếu mà sản phẩm mình tự chế thì mình giấu hãng nó cũng đâu, điều đó nó cũng đâu có gọi là bất hợp lý đó các bạn, tại vì cái sản phẩm nó mang cái thương hiệu của mình mà, thì cái thương hiệu đó là của mình luôn rồi thì cần thiết chi mà mình phải giấu hãng. Cái điều đó là điều bất hợp lý. Cái sản phẩm thứ hai, cái điều thứ hai nữa, nếu mà lấy sản phẩm mình tự chế mà để nói một cái hãng khác á, thì xin thưa các bạn, nó sẽ có một cái điều như thế này. Tôi chỉ cần mua đúng một can này và tôi làm đúng một cái clip và tôi chụp hình, đúng một tấm hình thôi, coi như là tôi chỉ bỏ tiền ra, tôi chỉ cần một can này thôi, còn tất cả những cái sản phẩm về sau tự làm, tôi tự chế ra, ai mà biết được, đúng không? Không ai biết được điều đó, cho nên là mình nghĩ một mà mình không nghĩ tới hai. Bản thân, đó là bản thân mình là một người, tôi nói chung là có chiến lược rất là lớn, cho nên là nếu mà mình đi theo cái con đường tà đạo thì cũng đố mà ai làm lợi mình. Nhưng mà cái lương tâm mình không bao giờ cho phép mình làm cái chuyện đó. Do đó là khi mà có nhiều người vô á, tức là có một người vô nói như vậy, nhưng mà mình nghĩ là sẽ có nhiều người nghĩ, có ý nghĩ như vậy, tại một người nói lên tiếng nói của nhiều người thôi. Thì ở đây tôi chỉ nói đây là sản phẩm tôi nhập trực tiếp và đây là sản phẩm sản xuất tại Mỹ, chứ không phải là công nghệ của Mỹ sản xuất tại Trung Quốc luôn nha. Nhập trực tiếp và sản xuất tại Mỹ, và tên hãng là điều bí mật. Tên hãng là điều bí mật bởi vì đây là bí mật kinh doanh, chỉ là bí mật kinh doanh và giảm sự cạnh tranh thôi. Còn các bạn nào tin mua, còn không tin thì khỏi mua. Khỏi mua sản phẩm này, các bạn mua sản phẩm của hãng. Và mình cũng sẽ không có bán sản phẩm này của Raywell tiếp đâu, bởi vì sản phẩm này nó không tốt bằng thì mình không bán, và giá của nó cũng rẻ hơn luôn. Nếu mà mình chỉ xét vào mệnh giá thôi á, là thằng này đang bán với giá là 140 theo giá của Shopee hay là giá web, để con mình coi lại coi. Ở đây các bạn cứ lên search cái LoveFish Aqua rồi trong đây nó sẽ có cái phần mà tép kiển này các bạn. Đây, cái phần tép kiển kéo xuống, sản phẩm này mình cái sản phẩm này mình chưa cóp lên rồi, cái sản phẩm này mình chưa cóp lên các bạn, thì các bạn kéo xuống phần tép kiển thì nó sẽ có cái giá trong đây, thì các bạn cứ nhấp vô và tham khảo cái giá. Thì mình nhớ đâu đó là nó là 101 hay là 140 gì đó, nhưng mà hình như là giá Shopee là 140, còn giá web là 101. Thì cái giá này nó đã rẻ hơn so với cái thằng mà mua thằng này về chiếc lẻ, và chắc chắn cái thằng này mà nhập nguyên siêu, dù có là nhà phân phối nhập đi chăng nữa, bảo đảm với các bạn là cái size nhỏ nhất, size 100ml vẫn mắc hơn thằng này nha. Mình chỉ nó xét về mệnh giá thôi đó, là nó đã mắc hơn rồi. Còn nếu mà các bạn chia xuống chi phí kinh tế là thua một cách thảm hại luôn, tại vì thằng này liều gấp 50 lần thằng này rồi, liều nó đã gặp gấp 50 lần thằng này rồi, và đây là liều tan liền trong nước chứ không có tan chậm, cho nên là không có bị hao hụt theo thời gian đó. Thì thành ra nếu mà bất kỳ bây giờ nó là một con số mà giờ cho nó mắc hơn 500 ngàn, các bạn chia xuống trên 50 thì thành ra nó mới tiết kiệm được 50 đó. Nếu mà nó mắc hơn 500 đó, tức là sản phẩm này đem về, cái sản phẩm này nó phải là 600 ngàn thì nó mới tương đương với một chai này, một chai 100ml của cái thằng này. Còn bây giờ nó đang là 101, tức là nó đang rẻ hơn, không phải 50 lần mà nó đang rẻ hơn 50 mấy lần, gần 60 lần, bởi vì mệnh giá của nó cũng đã tử số nhỏ hơn và mẫu số lớn hơn, nó làm cho cái con số này nhỏ hơn rất là nhiều. Chứ không phải là tử lớn hơn mà mẫu lớn hơn rất nhiều thì làm cho con số này nhỏ hơn, thì không phải. Cả tử và mẫu đều đồng thanh đồng thuận và làm được chuyện đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip tiếp theo nhé.